Thôi anh này anh Nam đơn giản 5 phút đi học thôi nha. Bệnh nhân này 64 tuổi anh Nam hết, tiền căn thì cách đây 7 năm có bị tràn dịch màng phổi, nhập viện vì đau bụng. Bệnh sử thì bệnh nhân khai đau có vài tiếng thôi nhập viện, đau bụng đau lông rong, bệnh nhân khai không có quặn, không có nổi gò, đương nhiên có buồn nôn nha. Khi nhập viện đặt cái không và xong cái dạ dày nó bệnh nhân tự rút ra hay sao? Tự nhiên nó lớn ra không vậy? Ừ. Tôi thay rồi, xong buổi sáng thay rồi. Rồi khai thác kỹ cái phần tiền căn trong thời gian gần đây bệnh nhân khai không có vấn đề gì lạ hết. Họ kỹ để đề đại tiện bệnh nhân cũng nó bình thường, có khi đi bình thường, khi đi lỏng thì triệu chứng nó cũng có thể gặp những người khác bệnh. Nó thay đổi chế độ ăn uống, họ kỹ cũng không thấy gì lạ. Nha. Thì khá lâm sàng thì bệnh nhân gầy ha, thể trạng thì gầy, còn trạng thì chưa biết. Chắc cũng trung bình, da anh em thì hơi ngạt một chút, thấy không? Bây giờ hơi xanh đúng không? Hơi xanh ha, hơi xanh có dấu hiệu thiếu máu đấy, nha. Rồi nhìn cái bụng, thấy bụng sao? Hả? Bụng trướng rõ, bệnh nhân này thuộc cái tiếp gầy, lớp mỡ thành bụng nó mỏng, mà cái bụng như thế này thì chắc chắn là có chứa nhiều rồi. Nghe làm sao biết lớp mỡ thành bụng nó mỏng? Hả? Nó không trời vô, không nhéo da. Rồi nhìn cái rốn nè, đúng chưa? Đúng không? Nhìn cái rốn là cái nơi là gì? Cái đáy của rốn là nó tiếp cận với lớp cân, tiếp cận trực tiếp với lớp cân, tiếp cận trực tiếp với khúc mạc. Nghĩa là vị trí đáy rốn là gì? Là khúc mạc thành rồi đến lớp cân, rồi đến lớp da, không có mỡ, không có cơ. Cái rốn càng sâu thì chứng tỏ cái mỡ thành bụng nó càng dày. Đồng ý không? Đơn giản ha. Bụng trướng không có đều. Nha, thầy thấy cái bụng bên rốn nó trướng nhiều hơn. Đặc biệt là sao là bên đây nó lại không trướng bằng bên đây. Thì có hình ảnh của qua ruột nổi, mà cái qua ruột này cũng khá giãn đấy. Đúng không? Qua ruột này là qua ruột non. Tại vì sao tôi tập trung ở đây? À, nghe âm ruột tăng rất rõ, rọc. Nha. Rồi thì bây giờ chúng ta chẩn đoán chắc gần như chắc chắn là có tắc ruột, là tắc này tắc ruột non, có hội chứng tắc của ruột non, đồng ý không? Có hai trên đấy. Tắc của bụng căng, không có bụng nào đau khu trú. Những cái bụng tắc ruột thế này đừng có hy vọng là khám tìm có u nha. Nếu bạn nào thi lâm sàng mà khám không sờ đụng khối u là thầy cho rớt hoặc là điểm không cao, đúng không? Tại bụng căng thế này làm sao khám sờ đụng u? Khám mà sờ đụng u là phải khám sâu bụng như khúc mạc, bụng tắc ruột thì khám sâu là không cho phép nha. Không có vùng nào đau khu trú ha. À, không có sờ thấy cái gì lạ hết, cứ nói sờ thấy u nha. Có thể sờ thấy cái quai ruột nó nằm im, một cái quai nó nằm im lặng. Nha, thì có thể được, nhưng mà có u thì đừng có cố tìm nha. Nói tóm lại bệnh nhân này lớn tuổi cái gì đúng chưa có cái hội chứng tắc ruột non, có cái hội chứng thiếu máu. Nhưng này chẩn đoán là gì? Không có vết mô cũ nha, có tiền căn bệnh phổi cũ ha. Thì chẩn đoán là một cái đầu tiên là một cái tắc đại tràng mà nghĩ nhiều vô nhiều hơn. Tắc đại tràng là sao? Làm thầy nói là tắc ruột non. Tắc đại tràng nó diễn tiến đến cái giai đoạn là cấp, hiểu vấn đề chưa? Tắc đại tràng do u đại tràng nó có hai cái diễn tiến của tắc ruột. Một là gì? Là tắc đại tràng mãn tính, thì lúc đó bệnh nhân chỉ có biểu hiện mà táo bón và chướng bụng, không có đau. U đại tràng mà chuyển sang giai đoạn đau thì nó sẽ đồng nghĩa với hai cái chẩn đoán. Một là tắc ruột quai chính, nếu như cái van hồng hoàn tràng nó đóng kín, tắc ruột quai hở, nếu như van hồng hoàn tràng nó hở thì tắc ruột quai hở đó thì có cái biểu hiện lâm sàng bằng tắc ruột non, đau bụng quặn, nổi gò, cái dấu qua ruột nổi, nôn ói như vậy. Nổi đâu? Trường hợp này hôm qua một bác sĩ lâm ở dưới cũng khu trực khám chẩn chuyển lên đây chẩn đoán tắc ruột do phân là sao? Có lẽ gì bác sĩ đó là không khai thác tiền căn, không có gì lạ đó, nó trực cân cái này nọ. Tại vì tắc ruột do phân không bao giờ chuyển sang giai đoạn tắc ruột non hết, nhớ điều đó.
ha, các bệnh nhân không bao giờ chuyển sang giai đoạn tác dụng non. Mà giai đoạn chuyển sang giai đoạn tác dụng non rồi hoặc tác dụng qua chính là khả là u. Ha, rồi để chắc đó thì đơn giản thôi, làm gì? Làm gì? Để chẩn đoán bệnh nhân này đứng không bệnh gì đó, ta làm gì? Đúng rồi, liên quan bụng. Nghe sẽ biết là có tác dụng non hay không, có tác dụng dài hay không, có tác hay tác cả hai. Ha. Hai nữa là có thể có nên có thể nội soi không? Chống chỉ định nội soi. Bụng đang căng thế này mà em nội soi đại tràng vô thì bơm hơi nó sẽ làm bệnh nhân suy hô hấp thêm, ép cơ hoàn nhưng thở không được. Cho nên một lý quan bụng để chẩn đoán tắc ruột, còn để chẩn đoán nguyên nhân thì sao? Ta phải làm CT. Ha, thôi, có gì thắc mắc không? Thì nghĩ như thế thôi, có thể xem kết quả CT cần lâm sàng thì sẽ khác, nhưng chắc chắn với trường hợp phải phải tắc giao phân. Ha, tắc giao phân luôn luôn là tắc mãn, không bao giờ chuyển sang giai đoạn tắc cấp. Mà có tắc mãn mà chuyển tắc cấp là dễ ôi. Nhiều hơn. Hiểu chưa? Hiểu tắc mãn là gì chưa? Hiểu tắc cấp là gì chưa? Hiểu rồi ha. Câu hỏi bên này câu Phạm Đỗ Anh Khoa. Rồi tắc đại tràng mãn mà chuyển sang giai đoạn tắc cấp đó. Nếu là có thể là tắc qua chính thì cái biểu hiện lâm sàng nó sẽ có như thế nào? Thấp thì sao? Tắc nếu tắc chính thì cái biểu hiện lâm sàng như thế nào? Phải dựa vào bốn cái tứ chứng của tắc ruột, đau nôn bí chứng. Thì cái đau đó là sao? Nôn là sao? Bí là sao? Chứng là sao? Nôn có trẻ, có bí sớm. Rồi ai biết? Có gì đặc điểm, cái đặc điểm của đau nôn bí chứng trong tắc đại tràng chuyển sang giai đoạn tắc cấp là gì? Đau nhiều, đau liên tục, đúng chưa? Đúng chưa? Tác dụng qua kính mà đau nhiều mà đau liên tục, có thể có nôn ói, không có rõ bằng tác dụng non. Tại vì sao đại tràng cái phản xạ gây nôn ói, khi căng đại tràng nó yếu, chắc chắn là có bí rồi. Chắc chắn là có chướng, mà chướng chủ yếu ở gì? Ở cái phần ngoại biên. Đồng ý không? Còn nếu là bệnh nhân muốn tắc đại tràng chuyển sang giai đoạn vai mở thì sao? Đau phải đau từ cơ, nôn thường xuyên hơn, tại vì nó là ruột non mà. Thứ ba là cũng có bí, thứ tư là có chướng, nhưng mà chướng này là chướng cả ở chính giữa và cả ngoài biên. Hiểu vấn đề chưa? Hiểu không? Hiểu rồi ha. Rồi thôi, chờ cái bảo phim xem coi đó là gì.